hồi xa xưa, cái hồ bên này, cái hồ bên này nó liền nhau. Cái con đường này sau khi thời Pháp thuộc nó xâm chiếm mình á, nó làm con đường này chạy từ Bắc vào Nam gọi là quốc lộ 1A. I'm scared. Yeah. Thì là nó chia đôi ra, thì một bên 3 mẫu, một bên 4 mẫu, tổng cộng hai bên là 7 mẫu.